À, năm mới chúc gia đình anh chị mình khỏe nhé, làm ăn phát đạt nhá. Đâu hết rồi nhỉ? Bố mẹ đâu? Thôi. Bố in mã QR lên áo con để mọi người tiện mừng tuổi lại không sợ rơi. Lì xì đầu năm là một trong những phong tục truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Thông thường, người ta sẽ để tiền vào phong bì đỏ để trao tặng, nhưng lì xì bằng cách quét mã QR code thì quả là mới lạ. Mới đây, tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại ý tưởng đặc biệt về việc lì xì đầu năm của gia đình anh, kèm dòng trạng thái "Đừng làm bố thất vọng". Có thể thấy, đầu clip là sự xuất hiện của chàng thanh niên vô tư cầm giỏ quà đến nhà bạn chúc Tết, lại gặp ngày lao động chính của gia đình. Thấy con của bạn, anh không quên lì xì cho các bé lấy may đầu năm. Thế nhưng đứa trẻ thơ ngây chưa biết gì đã khiến người xem không khỏi phì cười. Con khắm đi nhá. Thế thôi, tỏi tao cả em này. Mà chưa chờ mà eo khắm. Cái gì? Quên bám bảnh à? Mà eo khắm. Mày không lì xì à? Đâu? Làm gì có bám bảnh? Ai chà, kín lên cả áo cơ à? Được, đây chú lì xì mã bạch luôn. Bỏ xuống. Nhà ai mà khôn thế nhỉ? Bố con nhà này năm nay để chơi mã bạch bây giờ. Đây đây nha, để chú lì xì nha, để chú bạch xem nào. Nào thế nào? Nào, giơ tay thẳng áo lên là để chú quét xem nó ra bạch không nha. Đây chú mừng tuổi tiến to trên này. Nào, cho giơ tay áo lên. Anh cầm thằng điện thoại lên. Đây, tôi nào tôi đã. Nhanh một tí là mượt hơn. Nào, giơ áo lên nào. Kiểu nào, nó căm rồi. Nào, tay ngồi in kìa. Ui thế nào? Ui không được sao? Ui giời ơi. Luôn ra luôn không à? Bao nhiêu nhỉ? Thôi luôn cả thối cả khám á. Và chuyển luôn cả hai chị em nào. Chú lên chị luôn cả hai chị em nha. Ui trời 400.000 ra. Cháu lừa đây chú nhá. Ok chú chuyển luôn nha. Ý tưởng đặc biệt của gia đình trên trong ngày Tết nhận về lời khen từ độc giả vì quá thú vị. Mọi người cho rằng khi xã hội ngày càng hiện đại hóa thì con người ta cũng cần thay đổi để bắt kịp xu hướng. Một số bình luận của dân mạng để lại, ông bố này đáo để thật đấy, vừa tin vào tài khoản lại vừa giúp khách đỡ tốn bao lì xì. Thu nhập chính của gia đình lúc nào cũng phải ngồi trước cửa như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.